Chào các bạn, chúng ta mình chính là thế hệ tiếp theo của những dòng tai nghe giá rẻ nhà Xiaomi Redmi Buds 5. Và đây chính là một trong những mẫu tai nghe mà mình rất là mong đợi luôn, bởi vì nó sẽ sở hữu cho các bạn rất nhiều những cái tính năng hấp dẫn. Ở trên vỏ hộp nhà sản xuất có ghi cho các bạn nè, nó sẽ được trang bị một cái màn loa driver 12.4mm được làm bằng titanium luôn, có cả khử ồn lên đến là 46dB nè, hỗ trợ cho các bạn chống ồn chủ động lên đến 3 mức độ. Ngoài ra thì thời lượng sử dụng rất là ấn tượng và còn nhiều tính năng khác hay ho nữa. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho các bạn về cái tai nghe này nha. Và đầu tiên phải nói đến chiếc tai nghe này, đó chính là cái khả năng chống ồn của nó ha. Thì lần này á, Xiaomi họ rất là hào phóng luôn khi mà chúng ta sẽ có tất cả là ba cái khả năng chống ồn luôn nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến là khả năng chống ồn bình thường, đây là chống ồn chủ động á, thì chúng ta sẽ có tùy chỉnh được 3 mức được điều khiển thông qua một cái ứng dụng luôn nha. Chúng ta sẽ có cái mức là chống ồn nhẹ nè, chống ồn cân bằng cũng như là chống ồn sâu đó. Thì các bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh theo sở thích cá nhân của mình ha. Thì mình thấy khả năng chống ồn á, khi mà mình ngồi ở trong cái điều kiện là một cái môi trường văn phòng là không gian yên tĩnh bình thường á, thì hầu như là những cái tiếng gõ bàn phím nè, cũng như là những cái tiếng gọi là đồng nghiệp của mình nói chuyện á, thì nó được triệt âm cũng khá là tốt. Nhưng mà đối với khi mà các bạn sử dụng nó ở những cái môi trường nó ồn ào hơn, như là bên ngoài xe cộ qua lại chẳng hạn, rất là nhiều những tạp âm, tiếng còi rít nè, tiếng xe ùn in các kiểu á, thì nói chung là nó vẫn sẽ có thể lọt vào tai các bạn nha. Tuy nhiên thì với những cái tầm giá hiện tại như vậy mà khả năng chống ồn ở trên con tai nghe này đáp ứng được, thì mình nghĩ rằng là với những ai không khó tính chẳng hạn như mình á, thì cái khả năng chống ồn của nó ở mức tốt, cho nên mình sẽ chấm cho nó khoảng là 8 trên 10 điểm nha. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến đó chính là cái khả năng chống ồn xuyên âm của nó. Bạn sẽ có thể tùy chỉnh được 3 mức độ luôn ha. Thứ nhất là tùy chỉnh theo cái chế độ bình thường nè, thứ hai đó chính là tăng cường giọng nói, và thứ ba đó chính là tăng cường âm thanh môi trường. Đó, thì khi mà bạn đi ra ngoài đường đi mà chạy xe ở cái tốc độ vừa phải, chừng khoảng là 20-30 km/h thôi đó, thì những cái tiếng gió nó sẽ làm triệt tiêu đi khá là tốt. Nhưng mà nếu như mà bạn phóng nhanh đi á, thì chắc chắn là bạn vẫn có thể nghe được cái tình trạng là cái tiếng gió nó bị ù vào tai các bạn á. Nhưng mà các bạn biết rồi mà, đi tham gia phương tiện giao thông thì các bạn không được đeo tai nghe cho mình nha, cái đó là phạm luật đó. Nhưng mà khi mà mình sử dụng cái tai nghe này để ở nhà, quạt độ có thổi vào người mình rất là nhiều gió ở cái hướng này hay đi vào trực tiếp á, thì nói chung là nó cũng triệt tiêu được tiếng gió này khá là tốt. Cho nên là cái khả năng xuyên âm này ở trên con tai nghe trong cái mức giá hiện tại thì mình đánh giá là nó đã làm rất là tốt rồi nha. Và quay trở lại với cái app này của Redmi Buds 5 ha, thì bạn đầu tiên sẽ có thể xem theo dõi được cho mình những cái thông tin về phần trăm pin của hộp sạc cũng như là của tai nghe nữa. Và ở phía dưới đây bạn sẽ có thể tùy chỉnh được những cái thao tác cảm ứng cử chỉ thông minh của tai nghe, giống như là chạm vào để các bạn có thể dừng hoặc là phát nhạc nè, chuyển bài hát tiếp theo hoặc là phát lại bài hát trước đó chẳng hạn. Và ngoài ra thì bạn vẫn có thể tùy chỉnh được cho mình cái việc là gỡ tai nghe ra thì nhạc nó sẽ dừng, hoặc là đeo lại thì nhạc nó sẽ tiếp tục phát tiếp cho bạn. Đó, thì nói chung là với rất nhiều những cái tính năng thông minh như vậy thì bạn có thể tìm kiếm trong đây. Và một điểm cũng khá là thú vị nữa, đó chính là bạn có thể tùy chỉnh được những cái hiệu ứng âm thanh ở trên cái con tai nghe này luôn ha. Bạn sẽ có thể tăng cường âm treble nè, tăng cường âm bass hay là tăng cường cái giọng nói, nó tùy thuộc vào sở thích cá nhân của bạn nha. Với cả một điều đặc biệt nữa là ở trong cái phần cài đặt bổ sung này, khi bạn bấm vào thì nó sẽ có những cái tùy chọn nhỏ nhỏ ở đây nữa ha. Bạn có thể bật tắt được cái chức năng là kết nối kép nè, có nghĩa là bạn sẽ kết nối với hai thiết bị cùng lúc á, để cho bạn có thể thuận tiện hơn. Ngoài ra thì việc là trả lời cuộc gọi tự động ở đây cũng khá là tiện nữa. Đó, nói chung là với tất cả những gì trải nghiệm ở trên cái app của chiếc tai nghe Redmi Buds 5 này thì mình cảm thấy được rằng là nhà Xiaomi lần này tối ưu hóa trên cái app cực kỳ tốt luôn. Và chiếc tai nghe Redmi Buds 5 lần này của các bạn sẽ hỗ trợ cho các bạn một cái khả năng thu âm cực kỳ tốt luôn, nhờ AI được tích hợp, cho nên là những cái chất lượng thu âm mang lại chúng ta sẽ khiến các bạn rất là hài lòng. Bây giờ thì mình cũng sẽ thử thu âm một đoạn cho các bạn xem là cái chất lượng tai nghe này sẽ như thế nào nha. Hello các bạn đang xem video về tai nghe Redmi Buds 5 và hiện mình đang test khả năng thu âm trong tai nghe ở điều kiện không gian yên tĩnh. Bạn xem qua và cho mình cảm nhận ý kiến ở phần comment bên dưới nha. Và nói về cái chất lượng thanh ở trên con Redmi Buds 5 lần này thì mình cảm thấy được rằng là khi mà đeo tai nghe vào, không biết các bạn có giống mình hay không ha, mình thấy là âm thanh kiểu này dàn trải ở phía xa xa như thế này nè đó, chứ nó không có ở lại gần như khi mà các bạn đeo những con tai nghe khác ở trên thị trường á, thì nó sẽ tập trung vào phần tai các bạn nhiều hơn, đúng không? Đó, ban đầu mình cảm thấy kiểu khá là lạ và mình cũng không thích cái kiểu âm thanh này lắm được tái tạo trên con này. Nhưng mà khoảng 2-3 ngày sau khi mình sử dụng ở đầy đủ những cái tác vụ giải trí thì mình cảm thấy được rằng là cái chất lượng âm thanh này thật sự rất là đáp ứng tốt cho mình ở những khi mà mình xem phim. Các bạn cứ tưởng tượng là
đây TV ở đây nè, loa ở đây nè, nó dội vào trong cái người của mình nè, thì kiểu âm thanh nó sẽ chân thực hơn, nó sẽ nỉ hơn và nó có một cái cảm giác kiểu như là mình xem phim á, nó thoải mái hơn rất là nhiều đó. Cho nên những bạn nào thích chất âm như vậy thì chắc chắn cái tai nghe này sẽ là sự lựa chọn không nên bỏ qua nha. Rồi bây giờ nói sâu hơn về chất âm đi, đối với những ai mà chúng ta thích những cái tựa nhạc liên quan đến thể loại EDM sôi động nhiều hơn á, thì âm bass cho ra khá là tốt. Nói chung là nghe các kích giật giật rồi các kiểu thì nói chung cũng khá là ok đó. Với những bạn nào mà chúng ta nghe những cái thể loại nhạc thiên hướng về vocal nhiều hơn, pop R&B chẳng hạn á, thì âm thanh tập trung tái tạo khá là tốt nè, vừa phải đó. Nói chung là mọi cái tầng âm thì nó cũng làm gọi như là hài hòa đó. Cho nên là với những ai không có nhu cầu nghe nhạc chuyên nghiệp giống như mình, là mình chỉ là người nghe nhạc cơ bản thôi, cho nên là chất âm của dòng tai nghe Redmi Buds 5 lần này đáp ứng cho mình rất là tốt luôn nha. Chất lượng âm thanh tốt nè, khả năng lọc âm ổn nữa, và ngoài ra thì dòng Redmi Buds 5 lần này cũng sẽ được tích hợp cho các bạn công nghệ Bluetooth 5.3 mới nhất luôn. Nên là những bạn học sinh sinh viên nào mà chúng ta thường hay sử dụng để học online á, thì đây chắc chắn sẽ là một cái sự lựa chọn rất là đáng tiền luôn. Với cả là anh em shipper nào mà chúng ta muốn đầu tư một con tai nghe mà khi mà ra ngoài đường á, bạn có thể dễ dàng giao tiếp và nói chuyện với khách hàng á, thì chắc chắn luôn chiếc tai nghe này làm rất là tốt. Và ngoài ra thì với những thông số nổi bật còn lại của tai nghe, như là nó sẽ được trang bị một cái màn driver lên đến là 12.4mm và được làm bằng titanium luôn, cộng với khả năng khử ồn lên đến là 46 dB. Những cái thông số đó rất là ấn tượng, cho nên mình đảm bảo rằng là khi mà các bạn trải nghiệm thực tế cho con tai nghe này thì các bạn sẽ cảm nhận được như mình ha, khả năng xử lý rất là tốt, âm thanh ổn định nữa. Thời lượng sử dụng ở trên cái dòng Redmi Buds 5 lần này thì mình cảm thấy nó cực kỳ ấn tượng luôn. Theo như nhà sản xuất công bố thì các bạn sẽ có là 10 giờ nghe nhạc liên tục, và khi kết hợp với hộp sạc bạn sẽ có liên tục là 40 giờ sử dụng. Và khi mà các bạn bật chế độ ANC lên thì các bạn sẽ có liên tục là 8 tiếng nghe nhạc, và khi kết hợp với hộp sạc thì bạn sẽ có tất cả là 30 giờ sử dụng. Theo như mình trải nghiệm thực tế đi, thì các bạn sẽ sử dụng nó ở mức 50% âm lượng thì nó mới đáp ứng được khoảng thời gian đó. Nếu như mà các bạn sử dụng ở mức âm lượng thấp hơn thì chắc chắn thời gian sẽ kéo dài hơn, hoặc là các bạn sử dụng ở mức âm lượng cao hơn thì thời gian nó sẽ ngắn hơn. Tùy vào nhu cầu các bạn thôi, nhưng đối với nhu cầu của mình ha, sử dụng làm việc học tập thường ngày á, thì mình cảm thấy là nó cực kỳ ấn tượng. Và đặc biệt là những ai chúng ta thường xuyên tập luyện thể dục thể thao thì chắc chắn chiếc tai nghe này sẽ không làm bạn thất vọng đâu nha. Nó được trang bị khả năng kháng bụi lẫn kháng nước IP54 luôn. Đó, bình thường mình thấy là những dòng tai nghe khác ở trên thị trường đi, với cái mức giá này nó sẽ trang bị chừng khoảng là IPX thôi. Đó, chẳng hạn như là cái dòng tai nghe hãng A đó đúng không? Nó mắc tiền hơn rất là nhiều, tuy nhiên thì nó vẫn trang bị là IPX thôi. Đó, tuy nhiên thì với dòng tai nghe này thì bạn sẽ được trang bị IP54. Đó, cho nên là bạn có thể luyện tập thể dục thể thao không lau mồ hôi bám vào mà ảnh hưởng đến chất lượng của thiết bị. Và ngoài ra thì bạn nhớ lưu ý giúp mình là nó chỉ khang nước trên tai nghe thôi nha, còn hộp sạc nó không có, cho nên đừng có ai mà nhúng nước vô không mà nó hư nha. Mình sẽ nói về cái thiết kế của cái dòng Buds 5 lần này, thì như các bạn có thể thấy là một cái thiết kế rất là nhỏ gọn luôn, và bạn có thể mang đi đâu rất là tiện. Với những bạn nào mà chúng ta có những túi sách nhỏ nhỏ thì các bạn mang vào rất là dễ, hoặc là những bạn mặc túi quần hơi nông thì các bạn nhét vào nó cũng không có cứng đâu. Các bạn có thể thấy một cái thiết kế nó khá giống như là một cái hộp phấn rồi đó các bạn. Và ngoài ra thì mức độ hoàn thiện rất là tốt luôn. Các bạn sẽ có một cái phần thiết kế với chủ yếu là phần nhựa nhám, và xung quanh thân sẽ là một phần nhựa bóng nè. Và ngoài ra một cái điểm mình thấy khá là ấn tượng nữa chính là bên hông của nó có một cái nút reset như thế này cho các bạn. Bình thường á là khi mà mình mới nhận cái con tai nghe này xong á nha, mình cứ tưởng là nó sẽ có kết nối bằng cách là các bạn chỉ mở nắp hộp ra thôi, còn reset thì mình cũng hơi đắn đo về cái việc đó. Tuy nhiên thì sau khi mà một hồi kiểu mình nhìn một hồi thì mình mới thấy cái nút reset nằm kế bên đây, nó làm tệp vào bên trong cái thiết kế của sản phẩm luôn, cho nên là mình đánh giá là cái mức độ hoàn thiện lần này cực kỳ tốt luôn đó. Và ngoài ra thì bạn sẽ được trang bị một cổng sạc Type-C đây để các bạn có thể sạc cho thiết bị của mình nữa nè. Và một điểm tiếp theo rất đặc biệt ở trên cái dòng Redmi Buds 5 lần này đó chính là cái phần nắp của nó. Như các bạn có thể thấy ha, nó đóng vào cực kỳ êm luôn, các bạn có thể nghe thử nè. Đó, bình thường thì mình thấy được rằng là những cái hãng tai nghe trên thị trường thì cái tiếng nắp này nó sẽ kiểu hơi đanh hơn, và bản thân mình nha thích những cái tiếng đó hơn, bởi vì cảm giác như sản phẩm của mình nó chất lượng hơn, kiểu nó sang trọng hơn, cũng như là nó bền hơn các bạn. Còn cái tiếng này kiểu nhìn nó hơi dõm dõm á, nhưng mà đó chỉ là trải nghiệm bản thân, sở thích cá nhân của mình thôi, không biết các bạn như thế nào. Có những bạn thì chúng ta thích cái kiểu đóng nhẹ nhàng thế này, nhưng có những bạn thì chúng ta thích những kiểu đóng kiểu nó có tiếng chẳng hạn đó. Cho nên là tùy vào nhu cầu các bạn mà các bạn sẽ có thể đánh giá được rằng là liệu các bạn có thích cái kiểu nắp mở mà nó im lặng như vậy không nha. Và khi mà mở hộp cái tai nghe ra thì bạn sẽ có thể thấy được rằng là chúng ta sẽ có một cái phần thiết kế bằng nhựa bóng ở bên trong như thế này, và sẽ có một phần đèn led đây luôn. Đèn led hiện lên nói chung là nhìn nó cũng khá là mượt mà, trơn tru, và nhìn nó cũng rất là hiện đại nữa.
Và đến với cái phần tai nghe bên trong này thì các bạn có thể thấy ở đây chính là một cái thiết kế rất là quen thuộc ở trên những cái dòng tai nghe True Wireless luôn. Một cái thiết kế in-ear đeo vào tai của các bạn cảm giác rất là thoải mái. Thì nói chung là cái thiết kế công thái học này rất là quen thuộc rồi đúng không? Cảm giác khi mà đeo vào làm việc trong khoảng thời gian dài thì mình thấy rất là êm tai và hầu như là nó không gây cho mình cái cảm giác khó chịu nào cả. Và ở trên thân của tai nghe thì cái phiên bản màu đen này có thể là khá là khó thấy, nhưng khi mà các bạn sử dụng phiên bản màu trắng hoặc là phiên bản màu xanh tím này nè thì các bạn sẽ có một cái phần kim loại ở đây, thì khi mà đeo lên tai thì nó sẽ làm cho cái phần tai của bạn trở nên nổi bật hơn rất là nhiều, nó thể hiện được cá tính của người đeo nữa. Và một cái phần mà mình cũng không thích lắm khi mà các bạn bỏ cái tai nghe này vào trong vỏ hộp này thì nói chung là cái thao tác nó cũng khá là cấn cấn một xíu, cũng như là khi các bạn lấy tai nghe ra thì nó cũng hơi khó đó. Và nói chung là mình thấy nó cũng không có ảnh hưởng gì đến trải nghiệm của các bạn lắm đâu, tùy theo bạn nào chúng ta thấy khó thôi. Với những người phong tóc như mình thì khó lấy, nhưng mà với những bạn mà chúng ta kiểu bình thường thì có thể là bỏ qua được. Và ngoài ra thì tai nghe của chúng ta lần này sẽ hỗ trợ cho các bạn Google Fast Pair luôn, cho nên những anh em nào mà xài điện thoại Android thì sẽ cho một cái kết nối rất là nhanh. Còn mình xài iPhone thì nói chung là nó cũng chẳng cần thiết lắm ha. Với những gì mà Xiaomi trang bị cho Redmi Buds 5 lần này thì mình cảm thấy rất là ấn tượng. Các bạn sẽ có khả năng chống ồn ANC tùy chỉnh được 3 mức độ khác nhau, khả năng kháng nước IP54 nè, thời lượng sử dụng rất là ấn tượng. Ngoài ra bạn sẽ có một cái driver lên đến là 12.4mm và được làm bằng titanium luôn, cùng với những cái thao tác cảm ứng chạm thông minh được tùy chỉnh thao tác qua app nữa. Đó thì chắc chắn là những tính độ âm nhạc sẽ không thể bỏ qua được cái tai nghe này. Và bạn có suy nghĩ gì về sản phẩm lần này của nhà Xiaomi thì hãy nhấn comment phía dưới cho mình biết nha. Tạm biệt.